chào mọi người. Mùa hè của mọi người như thế nào? Còn mùa hè của Giang thì... Trời ơi, sao mà nóng quá vậy trời ơi là trời ơi. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. À, vào mùa hè thì tóc của chúng ta rất là dễ bị khô, sơ và chảy ngọn, đặc biệt là với các bạn thường xuyên uống duỗi. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn về cách chăm sóc tóc của mình để tóc không bị khô nè, sơ nè, và làm sao để tóc trông bồng bềnh như thế này nữa nha. Nếu thích thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Chúng ta sử dụng dầu gội. Ở đây mình sử dụng sâm siêu bởi vì mình rất là thích sâm siêu và mùi hương của nó. Dầu xả thì mình có hai loại để giới thiệu với các bạn. Đây là dầu xả chiết xuất từ trái bơ. Đây các bạn có thể thấy. Và đây là chất kem bên trong. Còn đây là dầu xả chiết xuất từ hạt hướng dương. Mình sẽ mở hộp này ra cho các bạn xem chất kem bên trong nhé. Oh my god. Mình rất thích loại hướng dương này. Thật sự là rất là thích. Bây giờ thì mình sẽ đi gội đầu và xả tóc. Hẹn gặp các bạn trong vòng 20 phút nữa nhé. Sau khi gội đầu xong thì các bạn dùng một cái khăn bông và lau khô tóc như thế này. Hạn chế tối đa việc sử dụng máy sấy tóc. Nếu có chuyện cần gấp phải đi ngay thì có thể sử dụng, nhưng tuyệt đối là các bạn không nên lạm dụng. Thay vào đó chúng ta nên hong khô tóc trước quạt. Hơi nóng từ máy sấy tóc sẽ làm khô và xơ tóc đi rất là nhiều. Trong quá trình hong khô tóc, các bạn xe tóc lại như thế này để tóc giữ nếp được lâu hơn. Sử dụng xịt dưỡng tóc khỏi bị hư tổn Double Rich. Lắc đều trước khi sử dụng và xịt lên tóc như thế này. Các bạn nhớ là xịt đều lên tóc và xịt tới một liều lượng vừa đủ. Sau khi hong mát tóc trước quạt thì các bạn chia tóc ra làm 4 phần và dùng lô mút để uống tạo nếp. Mình thấy loại lô mút xốp xài rất là tốt và làm mềm tóc so với loại lô nhựa. Mình không có thích lô nhựa vì nó không có ra nếp mà còn lại làm khô tóc nữa. Quấn lại như thế này và bấm lại. Các bạn làm tương tự với những cái phần tóc còn lại. Quấn tóc nhẹ tay và không có dùng nhiều lực để mà siết chặt tóc lại. Làm như thế thì tóc sẽ rất là khô. Thì các bạn giữ tóc ít nhất 4 giờ hoặc tốt hơn thì các bạn có thể ngủ một giấc từ tối đến sáng. Giống như là mình. Ban đêm là thời điểm lý tưởng để hoàn thành mọi việc mà. Hi da! Tới giờ mở lô quấn ra và xem tóc của mình như thế nào rồi. Lần lượt các lô quấn được mở ra. Các bạn thấy như thế nào? Khi mà mở lô quấn ra thì các bạn lưu ý là chúng ta nên xe tóc như thế này. Mình sẽ xe cho các bạn thấy. Ok. Và mình sẽ tiếp tục xe lại một lần nữa như vậy. Nó xe tương tự với phía bên kia tóc còn lại. Bây giờ mái tóc bồng bềnh của chúng ta thực sự là đã hoàn thiện rồi đấy các bạn ạ. Kiểu tóc này rất là phù hợp để đi học cũng như là đi chơi cùng với người thân và bạn bè. Tin mình đi, một mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp sẽ khiến bạn tự tin hơn trong mắt mọi người đấy. Chia sẻ của mình sẽ giúp được phần nào để làm đẹp thêm cho các bạn. Hy vọng các bạn thích video này. Chúc các bạn có một mái tóc khỏe đẹp, luôn tự tin xinh xắn trong mắt mọi người. Nhớ ấn like và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.